Thiên đàng không phải cho mọi người. Dấn, con luôn cố gắng nói với bạn bè về sự quan trọng của việc thọ tâm ấn. Nhưng nếu họ đều được giải thoát với chúng ta, thì không quan trọng lắm đối với họ, phải không? Sư phụ, còn tùy. Nếu quý vị thương người bạn đó, và người đó mặc dù không thọ tâm ấn, nhưng muốn được giải thoát, hay ít nhất họ không ràng buộc với thế giới này, không muốn trở lại, thì họ được giải thoát. Nếu họ nhất quyết muốn trở lại, thì chúng ta phải để họ trở lại. Chúng ta không thể ép ai lên thiên đàng. Nhưng thiên đàng khó đi. Dù vậy, chúng ta không thể ép người ta điều tốt. Họ đi khi nào họ muốn. Nếu bạn quý vị muốn, chẳng hạn, và họ không biết về sư phụ hoặc chưa thể thọ tâm ấn, quý vị cũng không biết được. Bên ngoài họ không muốn nói về chuyện đó, nhưng bên trong họ tin. Một số người chỉ vì mặt mũi và lòng kiêu hãnh, không muốn bàn về sư phụ với vợ, bí mật đọc sách khi cô ta không có ở nhà. Đôi khi cô ta bắt gặp vì quyển sách xếp khác đi, hoặc anh ta thay đổi khác đi, đại khái vậy, quý vị không bao giờ biết. Đức Chúa Trời nhìn vào tâm người, không phải những gì họ nói hoặc những gì họ làm. Cho nên, đừng lo về bạn quý vị. Nếu họ muốn được giải thoát, họ được giải thoát. Nếu họ không muốn, không gì chúng ta có thể làm được. Thượng Đế còn không xen vào. Mỗi người phải sống trọn cuộc đời và những ước muốn của họ. Chỉ khi không còn ham muốn thì quý vị mới có thể đi. Tại sao quý vị ép buộc vợ hoặc bạn mình lên thiên đàng làm gì? Họ sẽ không thích nơi đó. Họ thích quán cà phê, karaoke, nhạc kích động. Thiên đàng có thể rất chán. Tôi đã kể quý vị nghe câu chuyện về một người có bạn là tay cờ bạc và người này có siêu thức. Khi tọa thiền, ông ta thấy bạn mình đau khổ ở một nơi dơ bẩn. Người bạn chết và tới một nơi thuộc thế giới Atula, sống những chỗ bẩn thỉu và đánh bạc ở đó. Ông mới nghĩ bạn mình phải giúp. Ông ta có lực lượng để đưa một hoặc hai người lên thiên đàng, một nơi xinh đẹp, nắng ấm, tương tự vậy. Thế là ông ta đến, mời người bạn đi lên thiên đàng với ông, một thế giới cao hơn, sạch sẽ, không khí trong lành, đầy bông hoa, khắp nơi đều thấy những người xinh đẹp và lúc nào cũng nghe âm nhạc. Rồi ông ta giới thiệu bạn mình khắp nơi, nào là cung điện nguy nga, đền đài, con người tao nhã, đủ thứ cả. Và rồi sau vài giờ, người bạn cuối cùng không chịu nổi nữa, nói, giờ chúng ta về được chưa? Cho nên thiên đàng không phải cho mọi người. Ông ta giống như chó. Con chó thích đời sống, làm chó của nó. Có lẽ nếu được trao đổi làm người, nó không thích. Cái gì? Phải thức dậy lúc 5 giờ sáng, vội vã ra xe buýt và chen lấn trên xa lộ bị kẹt xe. Không thể nào. Và phải trả thuế, chính trị này kia. Ồ, để làm gì? Cuộc đời chó tốt đẹp hơn, tự tại hơn. Ngoài việc giãy đuôi, mình không cần phải làm chuyện gì khác. Quý vị không biết đâu, mọi người thích hình thể của họ. Có một câu chuyện về Vishnu. Ngài sinh vào hình thể chim muông để giúp người nào đó giải thoát họ. Nhưng sau đó, Ngài vui thích đời sống chim muông quá, đến độ quên mất Ngài là Vishnu. Cho nên, thiên nhân phải xuống nhắc nhở Ngài. Ngài phải trở về thiên đàng, Ngài là giáo chủ cõi trời, cảnh giới thứ hai. Ngài nói, làm chim muông thật vui, nhìn bộ lông vũ của ta này. Ta uống nước suối, ăn trái dâu, thật tự tại. Làm vua cõi trời để làm gì? Ta không biết quý vị đang nói gì. Không ai khuyên được Ngài trở về thiên đàng. Họ phải đi cầu khẩn Shiva đến giúp. Shiva chỉ bắn một mũi tên, giết con chim lập tức. Khi đó, Vishnu được giải thoát, trở về thiên đàng. Rồi Ngài nhớ lại. Ngày nào Ngài còn khoác bộ áo lông vũ, Ngài không nhớ được mình là Vishnu, thậm chí vậy. Ngài bị lún quá sâu vào ảo tưởng, không nhớ lại được. Làm sao quý vị biết là người ta thích thiên đàng hay không?
Họ không thích. Không phải ai cũng thích. Lúc tôi ở Mã Lai Á, chính phủ xây rất nhiều tòa nhà đẹp đẽ, cao hơn, sạch sẽ hơn, vệ sinh hơn, với nhà vệ sinh và đại khái vậy. Rồi cho người dân ở miễn phí. Họ là người Hồi giáo, họ tin tưởng sự chia sẻ. Miễn phí cho họ hoặc tiền thuê thấp. Và người ở khu nhà bẩn, với tấm thiết vào những ngày nóng và sống với điều kiện thiếu vệ sinh. Chính phủ dời họ đến đó ở miễn phí, nhưng sau đó họ dời trở xuống. Họ nhớ chỗ cũ, bước ra ngoài là đất và họ thích vậy. Họ không thích sống trong nhà cao tầng. Ở đó, mặc dù sạch hơn và miễn phí, họ không muốn. Chuyện đó xảy ra, không phải ai cũng vậy, nhưng có xảy ra. Cho nên, năm đời giải thoát cũng phải tùy ý muốn của họ và tùy ý chí của quý vị ảnh hưởng họ bao nhiêu. Nếu quý vị thiền và quý vị cũng cho họ thêm sức mạnh nâng họ lên, cho họ sự thay đổi trong tâm thức để họ có được sự tỉnh thức bên trong nhiều hơn. Dĩ nhiên quý vị phải mạnh, phải là một nhịp cầu tốt để người ta bước qua. Nếu cầu của quý vị lắc lư, họ sẽ sợ, không dám đi qua. Vì sao chúng ta sa đọa? Vấn: Thưa sư phụ, tại sao chúng ta chọn rời xa Thượng Đế? Có phải đầu óc của mình hay chân ngã của mình chọn cư xử không thánh thiện? Sư phụ: Là đầu óc, đó là đầu óc. Trước khi xuống đây, tất cả những điều trước đó, trước kia, chúng ta đồng ý đóng vai của mình trên thế giới này, nhưng tâm linh hơn, thánh thiện hơn. Và rồi dần dần chúng ta bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của địa cầu này và tạo một số lỗi lầm. Rồi chúng ta càng tạo lỗi lầm thì địa cầu càng trở nên dày đặc hơn với năng lực không thánh thiện. Và do đó chúng ta cứ chìm, hiểu không? Rồi đầu óc ngày càng trở nên gắn bó với thế giới này. Thay vì nhớ đến Thượng Đế, thay vì lắng nghe linh hồn. Do đó chúng ta chìm ngày càng sâu hơn. Linh hồn đôi lúc trở nên quá mệt mỏi và chán ngán, cho nên linh hồn rời thân thể. Và do đó, cuối cùng chúng ta rời cõi trần mà đôi lúc vẫn còn gánh nặng từ kiếp sống trước đó. Tốt và xấu. Vấn: Tốt xấu có phải đến từ tâm chúng ta không? Sư phụ: Điều tốt đến từ mặt khẳng định của bản tính chúng ta, điều xấu đến từ phía phủ định. Hầu hết những gì từ phía phủ định là do chúng ta mượn khi xuống đây. Những ảnh hưởng từ hoàn cảnh xung quanh và những thói quen chúng ta học được từ những người chúng ta giao tiếp, bạn bè của chúng ta. Cũng như quý vị không phải sinh ra để hút thuốc hay uống rượu, mà là quý vị học được từ xã hội. Một khi quý vị đã quen hút thuốc thì mỗi khi nhìn thấy một điếu thuốc là quý vị chỉ muốn hút. Và khi quý vị không thấy điếu thuốc, trong đầu quý vị vẫn muốn hút một điếu hay là muốn uống thêm một ly nước gì đó chắc có hại. Chỉ vì quý vị đã tập thành thói quen, không phải quý vị sinh ra với thói quen đó. Thí dụ như quý vị thấy một người nào đó đánh một người khác, quý vị biết khi họ nổi giận rồi người kia đánh lại. Quý vị cứ thấy trong đầu hình ảnh này của người hàng xóm của quý vị hay đại khái vậy. Rồi lần sau, một người khác làm quý vị giận hay đánh quý vị sẽ đánh trả lại. Bởi vì quý vị đã học như vậy, đã thực tập như vậy trong đầu. Hoặc quý vị học chung với những người dạy quý vị cách đánh người khi người ta không làm vừa lòng quý vị. Đó là vì sao hai người sinh đôi, phân tử di truyền đều giống nhau. Giống nhau nhưng chỉ phân đôi thôi, cùng một người, cấu tạo giống nhau. Sinh cùng ngày, cùng giờ, chỉ cách nhau một vài giây. Có khi một phút, không nhiều lắm. Nhưng mà một người lớn lên thành ngôi sao sáng trong lĩnh vực chính trị hay một phương diện khác, hoặc một người là minh tinh màn bạc, còn người kia lớn lên trở thành một tên sát nhân, một tên cướp, hoặc là một kẻ bạo động. Đó là vì cả hai đã phát triển từ hai môi trường khác nhau. Biết như vậy, chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho người khác.
Nếu không, chúng ta nghĩ rằng họ rất xấu. Thật ra, không ai là quá xấu cả. Chỉ là con người sinh ra với năng khiếu học hỏi và học hỏi rất mau, xấu cũng như tốt. Nếu một người học điều tốt thì sẽ trở thành tốt. Nếu học điều xấu thì đi theo chiều hướng xấu, trừ khi người đó có một ý chí mãnh liệt để chống lại. Trường hợp này rất hiếm. Cho nên, điều xấu không đến từ trong tâm mà là từ thói quen. Điều tốt đến từ tâm của quý vị bởi vì phẩm chất tốt bẩm sinh quý vị đã có. Quý vị sinh ra với phẩm chất thánh thiện, được ban cho những công cụ của thiên đàng để xuống đây. Rồi xuống đây quý vị được đặt vào trường học này với đủ thứ để học và để cư xử. Nếu quý vị không đủ mạnh và buông xuôi thì sẽ bị chìm đắm. Vì vậy, sư phụ mới nói với quý vị rằng trên thiên đàng họ không nhìn tội lỗi và công đức theo như cách chúng ta. Họ rất nhẫn nại, tha thứ, thương yêu. Nhưng dù vậy, chính quý vị cũng phải tự kiểm thảo và quý vị có thể sẽ tự cảm thấy xấu hổ. Đó là ngày phán xét cuối cùng. Loài người bắt đầu ở địa cầu ra sao? Ban đầu, loài người đến đây từ các thiên đàng phạm thiên. Con người có thể bay, có phép thuật, có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm mà không cần dùng tai để nghe. Con người có thể nhìn xa hàng ngàn dặm. Rồi con người bắt đầu nếm thử mọi thứ, không phải tất cả, có lẽ chỉ một số. Con người bắt đầu nếm cái này, cái kia. Con người ăn nhiều thức ăn đặc hơn và trở nên cô đặc như bây giờ. Đó là tại sao con người không thể bay. Và sau đó con người thậm chí bắt đầu ăn thịt sống, giết chúng sinh khác để ăn. Và rồi sau đó họ phát hiện ra lửa. Và rồi họ ăn càng nhiều hơn bởi vì thức ăn có lẽ ngon hơn. Và sau đó họ phát hiện ra thực vật khác kết hợp với thịt, vân vân và vân vân. Và rồi cơ thể con người trở nên ngày càng thô thiển hơn, dần càng ngày càng nặng nề và tâm trí bị lu mờ hơn. Linh hồn loài người bởi vì nó kết nối với tâm trí và cơ thể cũng cảm thấy bị trì nặng. Và đó là kết quả của con người, dáng dấp, cách cư xử bây giờ. Và sau đó vì con người thích ăn nhiều hơn và nhiều hơn nữa, con người bắt đầu gây chiến vì thức ăn. Và rồi họ cần nhà bởi vì cơ thể trở nên yếu hơn, hệ thống miễn dịch đã từng tinh tế hơn, thánh thiện hơn, lành mạnh hơn, trở nên yếu dần với mỗi thế hệ, với từng ngày trôi qua. Bởi vì con người đã ăn quá nhiều thứ khác nhau, động vật và mọi thứ. Và rồi loài người phải đánh nhau để sinh tồn. Sau đó họ cần chính phủ để thực thi pháp luật, ban hành các luật lệ. Rồi họ cần cảnh sát để bảo vệ các luật lệ. Và rồi người không hiểu luật lệ bị bắt giam và tức giận, đi ra và làm cách mạng, vân vân và vân vân. Và càng ngày càng nhiều nghiệp hơn. Thậm chí bây giờ, sau khi tâm ấn, chúng ta vẫn có nghiệp chướng. Dù ma dương không còn, nghiệp chướng đã ở đó rồi. Không thể tách khỏi cơ thể, bởi vì nó giống như xé da thịt của quý vị, sẽ đau đớn khủng khiếp. Trên phương diện vật chất hay ngay cả tâm linh, điều đó là không thể. Mỗi người phải đóng vai của mình. Thậm chí, vấn đề là như tôi đã bảo lần trước, dù quý vị là ai, quý vị luôn phải trả những gì quý vị nợ, hoặc là những điều sai trái quý vị đã làm cho người khác hay ai đó đã giúp đỡ quý vị. Trong kiếp này, quý vị phải đền đáp bằng một ân huệ hay hành động nào đó. Quy luật là thế. Nhưng tại sao điều này phải xảy ra? Chính xác, tại sao? Quý vị có lẽ hỏi tôi tại sao? Tại sao Đức Phật, Ngài là Phật, chúng sinh cao đẳng nhất? Tại sao ngay cả Ngài mà cũng phải chịu loại đau đớn hay buồn khổ và khó khăn nào đó? Làm sao Phật lại làm bất cứ gì sai trái, thậm chí trong tiền kiếp, khi tái sinh, làm người hoặc một số loài vật đặc biệt? Tại sao? Có ai biết không? Làm sao Phật mà có thể làm điều gì đó sai trái trong tiền kiếp?
hoặc Đức Mahavira cũng vậy. Lại làm điều gì đó không đúng. Sao lại như vậy? Đồng tu, con nghĩ vì giao ước Minh Sư đã ký. Sư phụ, phải, cũng có điều đó nữa. Đồng tu, các ngài hứa cứu mọi chúng sinh. Sư phụ, cứu mọi chúng sinh. Được, giỏi, giỏi, tôi hiểu cô muốn nói gì. Là như thế đó. Đức Phật đã thành Phật hàng ức kiếp và hàng ngàn và hàng tỷ kiếp rồi. Nhưng rồi Ngài giáng trần trong hình dáng con người. Hoặc sau đó Ngài tiếp tục luân hồi mãi cho đến khi Ngài thành Phật trở lại, thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong tất cả những lần tương tác với chúng sinh khác trên địa cầu này, hoặc trong thân người, hoặc thậm chí là thiên đế trên trời, luôn có những hành động và tương tác giữa Đức Phật hay vị Minh Sư nào với các chúng sinh khác. Và những tương tác này phải được thực hiện theo như kế hoạch. Giống như một vở kịch, như một tấn tuồng đã được viết như vậy. Mỗi người phải đóng vai nào đó, dù xấu hay tốt, nếu không thì không thể có mặt trong vở kịch, vở tuồng đó. Đức Phật, chúng sinh cao đẳng nhất trên thế giới này, cho dù Ngài tái sinh làm người, Ngài phải làm điều gì đó sai, thậm chí trái với lương tâm Ngài. Ngài đã phải làm như vậy. Ngài buộc phải làm điều đó. Bằng không, Ngài không thể ở đây trên địa cầu để làm người. Do đó, một số chuyện về tiền kiếp của Đức Phật, Ngài đã làm điều gì đó trái với lương tâm Ngài. Tôi có nói quý vị rồi, vì bị ép buộc bởi sự sắp xếp của nghiệp quả. Vì nếu không có cho và nhận trên địa cầu, bất kể xấu hay tốt, quý vị không thể ở lại đây, không thể được. Nên nếu có người hỏi tôi, thưa sư phụ, con vừa hết nghiệp, bây giờ con muốn chết, con muốn đi niết bàn, muốn chết. Tôi cũng không thể đáp ứng. Và nếu quý vị hết nghiệp, dĩ nhiên quý vị chết, nhưng tôi cũng không thể làm vậy. Quý vị phải sống hết thời gian của mình, giống như một tù nhân trong một nhà tù, mặc dù ông ấy có luật sư tốt nhất đã biện hộ cho bản án của ông, và ông ấy sẽ sớm được tự do. Nhưng trong lúc làm thủ tục giấy tờ hoặc quy định hợp pháp, mấy thứ như vậy, ông ấy vẫn cần phải ở trong nhà tù và hành xử y như mọi tù nhân khác, tốt hoặc xấu, như vậy đó. Mỗi người có số bạn bè và thân quyến giới hạn. Sư phụ, cô ta nói nếu những người thọ tâm ấn, ai cũng có thể mang năm đời của họ giải thoát, thì bởi vì cô ta có quá nhiều đệ tử. Có lẽ có nghĩa là cả thế giới được giải thoát rồi, bởi vì chúng ta có rất nhiều họ hàng. Nhưng tôi nói không phải. Mỗi người chỉ có một số bạn bè thân quyến giới hạn, năm hay sáu, thậm chí cả trăm thế hệ. Chúng ta không luôn có nhiều đến vậy. Thậm chí chúng ta sinh ra mà không có con trai để nối dõi thì nó chấm dứt tại đó, chẳng hạn vậy. Hơn nữa, cho dù Minh Sư có thể mang toàn thể dân số của thế giới lên thiên đàng, sẽ có những chúng sinh khác tái sinh ở đây. Chúng sinh từ địa ngục hay từ thế giới Atula khác hoặc thế giới thứ hai mà không có Minh Sư phải tái sinh trở lại đây. Chỉ có linh hồn với Minh Sư mới có thể tiếp tục học hỏi và đi xa hơn. Linh hồn không có Minh Sư, cho dù ở cảnh giới thứ tư, quý vị phải trở lại. Nếu quý vị không tình cờ gặp một vị Minh Sư từ cảnh giới thứ tư và dẫn quý vị đi lên. Quý vị là chúng sinh rất cao đẳng, nhưng vẫn phải đến đây làm người, và rồi theo học với một vị Minh Sư, sau đó đi thật nhanh. Hay cảnh giới thứ ba, cho dù quý vị không có nghiệp quả, nhưng không tốt cho quý vị. Quý vị có thể cứ lẩn quẩn quanh đó vĩnh viễn, không tiến bộ, không có kiến thức, chỉ cứ vậy thôi. Và rồi sau thời gian, tam giới sẽ bị hủy diệt và quý vị cũng đi. Quý vị phải tìm một nơi khác. Quý vị phải tìm Minh Sư, nếu không, dù thế giới nào, quý vị không thể đạt cảnh giới thứ năm nếu không có Minh Sư. Cao nhất quý vị có thể lên được là cảnh giới thứ tư, nhưng rất khó. Quý vị có lẽ có một vị thầy nên mới có thể đạt đến cảnh giới thứ tư.
Nhưng những vị thầy đó có lẽ không đủ lực lượng để đưa quý vị vượt lên trên vùng tối tăm để vào cảnh giới thứ năm. Nên quý vị cứ lẩn quẩn ở đó, không có chuyện gì xảy ra, không nghiệp quả, không có gì xấu. Nhưng quý vị không có gì cả, cứ ở quanh quẩn và không tiến bộ. Cho nên quý vị xuống rồi làm gì đó, kiếm công đức, gặp minh sư và lên trở lại. Thật ra, không thể bao gồm toàn thế giới. Mỗi minh sư có một số lượng giới hạn để mang theo với các ngài. Không phải vị minh sư không muốn mang cả thế giới, nhưng không có nhân duyên. Nếu tất cả họ không có liên hệ gì với chúng ta có giống như là một gia đình không? Không phải là chúng ta đều có liên hệ với nhau. Đúng và không. Không liên hệ gần như vậy. Phải có quan hệ huyết thống. Thí dụ chúng ta có duyên với 10 người hoặc 100 người, thì chúng ta sẽ sinh vào huyết thống của họ, trong dòng của họ, và ràng buộc với nhau bởi nhân duyên và trở thành mẹ và bạn hoặc vợ chồng. Chúng ta không thể luôn có quan hệ với toàn thể nhân loại, mặc dù họ có thể có chút quan hệ với chúng ta. Thí dụ, cho dù lúc này quý vị có mối quan hệ với mũi, vì mũi hút máu quý vị, cũng cùng dòng máu. Nhưng quý vị không thể mang mũi lên thiên đàng với quý vị. Thiên đàng không cần mũi. Quý vị không thể làm vậy. Và phải có duyên mới được. Đa số người cứ sinh trở đi trở lại vào cùng một nhóm có nhân duyên với họ. Thí dụ, kiếp trước bà ta là mẹ quý vị. Kiếp này, bà là cha quý vị. Kiếp sau, bà là chồng quý vị. Chẳng hạn vậy. Cứ thay phiên và đi vòng quanh, trở thành thân quyến của nhau mãi. Do đó, chúng ta chỉ có một số lượng giới hạn bạn bè thân quyến. Bởi thế cho nên quý vị yêu thương nhau, phải vậy thôi. Đến và đi với nhau hoài, quý vị không thể quên được, thấy không? Do đó, khi quý vị có em bé trong tay, quý vị thương nó ngay, dù quý vị không quen biết nhau trước đó. Trước khi được sinh ra, nó là người lạ hoàn toàn, quý vị cũng không yêu cầu nó đến. Họ tự đi vào thân thể quý vị và rồi ra đời. Ta đến rồi đây. Nhưng quý vị có duyên với nhau, có lẽ đôi khi là kẻ thù. Bởi vậy, quý vị có mối quan hệ thương ghét. Trích đoạn từ các bài giảng, các bài khai thị và bản tin của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư.